Thầy chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng đi ôn lại kiến thức từ bài số 1 tới bài số 5 nhé. Chúng ta nhớ lại một số lý thuyết. Lý thuyết này thầy đã hệ thống bằng sơ đồ tư duy. Điều đầu tiên chúng ta phải biết được nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng. Thì nhận biết ánh sáng thì mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Mắt ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Và ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì có ánh sáng màu đỏ truyền từ bông hoa tới mắt ta. Ta nhìn thấy bông hoa màu xanh, màu vàng tương tự như vậy. Chúng ta phải nhớ được về nguồn sáng là vật sáng. Thì nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng. Và vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Và các em lưu ý được là vật đen. Thì vật đen không phải là vật sáng, cũng không phải là nguồn sáng. Ta nhận biết được vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác. Và do đó mắt ta đã phân biệt được vật đen với các vật ở xung quanh. Các nội dung này các em phải nhớ được. Tiếp theo là về sự truyền ánh sáng. Thì đường truyền của ánh sáng, chúng ta phải nhớ được định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì định luật truyền thẳng của ánh sáng là trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Nó phải thỏa mãn điều kiện trong suốt và đồng tính thì ánh sáng mới truyền theo đường thẳng. Và đường truyền của ánh sáng trong không khí là một đường thẳng. Ở trong sự truyền ánh sáng ta có tia sáng và chùm sáng. Thì tia sáng là đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Đây, đây là một đường thẳng này. Đó, có mũi tên chỉ hướng là biểu diễn của tia sáng. Thì chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành. Chúng ta có 3 loại chùm sáng thường gặp là chùm sáng song song. Đây là ký hiệu chùm sáng song song. Chùm sáng hội tụ, ký hiệu chùm sáng hội tụ, và chùm sáng phân kỳ. Chúng ta phải nhớ được các chùm sáng này và các ký hiệu chùm sáng. Thì chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Chùm sáng hội tụ là các chùm sáng gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Chùm sáng phân kỳ là gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. Thì các em phải nhớ được một số cái định nghĩa của các chùm sáng và vẽ hình được cái chùm sáng. Tiếp theo, chúng ta sẽ ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì chúng ta phải biết được là bóng tối và bóng nửa tối. Thì bóng tối là nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Và bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới. Các em nhớ và lưu ý là bóng tối là không nhận được ánh sáng, còn bóng nửa tối là chỉ nhận được một phần thôi. Thì định luật truyền thẳng có ứng dụng như là hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Thì ta sẽ có nhật thực toàn phần hay nhật thực một phần. Thì nhật thực toàn phần thì ta quan sát được chỗ của bóng tối của mặt trăng trên đất. Và nhật thực một phần thì ta quan sát được chỗ có bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất. Nhớ nhật thực là xảy ra vào ban ngày, như thế nào? Và nguyệt thực là xảy ra vào ban đêm, là khi mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Đó. Nhật thực là mặt trời bị che khuất, còn nguyệt thực là mặt trăng bị che khuất. Chúng ta phải phân biệt được. Tiếp theo là định luật phản xạ ánh sáng. Thì trong định luật phản xạ ánh sáng ta phải biết được là gương phản. Thì gương phản là những vật có bề mặt phẳng, nhẵn, bóng. Thì gương phản rất quen thuộc với đời sống của chúng ta, đúng không nào? Và hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Đấy, chúng ta quan sát được cái hình của chúng ta trong gương thì gọi là ảnh. Thì chúng ta là vật. Định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới. Và góc phản xạ
luôn luôn bằng góc tới. Đấy, chúng ta phải nhớ được định luật phản xạ ánh sáng. Tiếp theo là ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Thì chúng ta phải nhớ được tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Là thứ nhất là ảnh ảo vì không hướng trên màn chắn. Và nhớ ảnh tạo bởi gương phẳng sẽ bằng vật, lớn bằng vật. Nghĩa là ảnh bằng vật. Và khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương. Có nghĩa là chúng ta đứng cách gương bao nhiêu thì ảnh của chúng ta cũng cách gương bấy nhiêu. Và sự tạo thành ảnh của gương phẳng là cùng các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S phải. Đấy, chúng ta phải nhớ được cái vấn đề này, chúng ta biết được ảnh tạo bởi gương phẳng có tính chất như thế nào. Và chúng ta sang phần 2 La Mã bài tập. Thầy sẽ đưa ra một số bài tập cơ bản. Câu số 1. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? A là mặt trời, B là ngọn nến đang cháy, C là con ông đốm lập lòe và D là mặt trăng. Thì chúng ta phải nhớ được nguồn sáng là gì. Thì nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng. Thì trong bốn đáp án này ta có mặt trăng không phải là nguồn sáng, vì mặt trăng không tự phát ra ánh sáng. Chúng ta thấy là mặt trăng vào buổi tối thì mặt trăng chỉ là sáng từ ánh sáng mặt trời hắt vào, chưa nào, phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Mặt trăng không phải là nguồn sáng, để chúng ta phải lưu ý được. Câu số 2. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng cho ảnh cách gương 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu? Thì chúng ta phải dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì như vậy, ảnh cách gương 2,5m thì người đó cách gương bao nhiêu? Người đó cách gương cũng bằng 2,5m. Câu số 3. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng cách gương 1,8m. Hỏi ảnh của người đó cách gương bao nhiêu? Đúng rồi, tương tự như câu số 2 là khi người ta đứng cách gương 1,8m thì ảnh cũng cách gương 1,8m. Câu số 4. Cho một điểm sáng S trước gương phẳng cách gương một khoảng 30cm. Hỏi ảnh S phẩy của S cách gương phẳng nằm cách điểm S một khoảng là bao nhiêu? Có nghĩa bài này người ta nói là ảnh S phẩy cách điểm S bao nhiêu, hay được gọi là ảnh cách vật bao nhiêu. Chúng ta phải nhớ được là ảnh cách vật bao nhiêu khác với ảnh cách gương bao nhiêu. Thì nếu mà ảnh cách vật thì chúng ta sẽ có là 30 cộng 30 bằng 60. Vì sao bằng 60? Vì ảnh các em chú ý nè, vật cách gương 30cm, nhớ là vật cách gương thôi. Như vậy, vật cách gương 30cm thì ảnh cũng cách gương 30cm. Thì như vậy, ảnh cách vật sẽ bằng 60cm. Đấy, cái câu này, cái câu số 3 kia chúng ta phải lưu ý là khi ảnh cách gương như thế nào và ảnh cách vật như thế nào để tránh sự nhầm lẫn. Câu số 5, một tia sáng chiếu tới gương phẳng và góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng bao nhiêu? Em lưu ý nè, góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bao nhiêu? Thì bài này chúng ta phải nhớ lại định luật phản xạ ánh sáng là góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. Như vậy góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ cũng bằng 30 độ. Câu số 6. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 35 độ thì góc phản xạ bằng bao nhiêu? Các em lưu ý, đây là tia sáng hợp với mặt gương một góc 35 độ chứ không phải là góc tới bằng 35 độ, được chưa nào? Thì đây có 4 đáp án.
Thì để chúng ta muốn hiểu được cái bài này, thầy sẽ hình dung hình chúng ta như thế này. Đấy, một tia sáng SI chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương này một góc 35 độ. Thì góc này không phải là góc tới. Thì để tính được góc phản xạ như thế nào, thì thầy sẽ hướng dẫn bài này chi tiết cho chúng ta xem. Đây, sau khi mà chiếu một tia sáng SI tới gương phẳng hợp với gương một góc 35 độ, thì để tính được góc phản xạ NIR này, chúng ta sẽ vẽ được tia phản xạ. Chúng ta phải biết được mối liên hệ giữa cái góc 35 độ này và góc tới. Đấy, thì vẽ hình thì hôm trước thì thầy đã hướng dẫn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ tính góc phản xạ NIR này thôi. Thì điều đầu tiên ta biết được là GI vuông góc với IN, thì ra GIN bằng 90 độ, góc GIN bằng 90 độ, ký hiệu là góc vuông này bằng 90 độ. Vì tia SI nằm giữa hai tia IN và IG nên ta sẽ có mối liên hệ giữa các góc GIS cộng với góc SIN bằng góc GIN. Đây, góc GIS cộng với góc SIN bằng góc GIN. Chúng ta thay số vào thôi. GIS người ta cho bằng 35 độ. Đúng không nào? Góc SIN chúng ta chưa biết, chúng ta giữ nguyên. Và ta có góc GIN bằng 90 độ. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra góc SIN bằng 90 độ trừ 35 độ bằng 55 độ. Góc SIN này là góc gì? À, góc SIN này là góc tới. Mà khi góc tới bằng 55 độ rồi thì góc phản xạ bằng bao nhiêu? Chúng ta phải dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Góc phản xạ bằng góc tới, là suy ra góc phản xạ bằng góc tới bằng 55 độ. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý được để cho là góc tới hay là góc phản xạ hay là góc hợp bởi tia tới là mặt gương. Đấy, chúng ta phải nhớ được ý này để chúng ta làm bài tránh bị nhầm lẫn. Như vậy bài này đáp án là bao nhiêu độ? 35 độ. Thì đáp án C là 55 độ. Thì chưa, là chúng ta phải nhớ được một số dạng bài này. Và chúng ta phải nhớ được các ghi nhớ trong sách giáo khoa, các định luật, và xem lại một số bài tập để chúng ta biết được cách làm như thế nào. Thì bài học ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Thì để chúc các em nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các em.